Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television phát hình trên băng tần 14.6. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, sau đây là những tin liên quan đến Hoa Kỳ. Quốc hội Hoa Kỳ dự kiến công bố dự luật cứu trợ COVID-19. Các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ dự kiến sớm nhất là ngày 7 tháng 12 năm 2020 sẽ công bố dự luật lưỡng đảng để cung cấp khoản viện trợ liên bang tới các gia đình và doanh nghiệp Hoa Kỳ đang chật vật vì đại dịch COVID-19, theo Reuters cho biết. Một nhóm từ Hạ viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo và từ Thượng viện do Đảng Cộng Hòa điều hành sẽ dự kiến đưa ra văn bản chính thức cho dự luật cứu trợ COVID-19. Trị giá là 908 tỷ Mỹ Kim để giảm thiểu tác động kinh tế và sức khỏe do ảnh hưởng của đại dịch trong những ngày đầu nhậm chức của ông Joe Biden. Thượng nghị sĩ Mark Warner, một thành viên đảng Dân Chủ và là thành viên của nhóm lưỡng đảng đề xuất dự luật này, đã nói trên đài CNN vào hôm 6 tháng 12, khi nền kinh tế đang suy yếu, với thêm là 200.000 ca nhiễm COVID-19 vào ngày hôm qua. Với rất nhiều sáng kiến trong số này, từ luật cứu trợ đầu tiên sẽ hết hiệu lực ngay sau Giáng sinh, và nếu như Quốc hội không hành động thì đây chính là sự ngu ngốc. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell hy vọng sẽ đưa ra một gói viện trợ COVID-19 mới vào dự luật chi tiêu lớn trị giá là 1.4 ngàn tỷ Mỹ Kim mà Quốc hội phải thông qua trước ngày 11 tháng 12. Khi hết hạn cấp ngân sách cho các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng nó sẽ đưa chúng tôi đến rất gần với một cái gì đó mà chúng tôi có thể đưa vào gói ngân sách lớn này, bà Pelosi nói với các phóng viên vào hôm 4 tháng 12. Bà nói rằng các thành viên Dân Chủ xem luật này là cơ sở có thể để thực hiện các cuộc đàm phán lưỡng viện tiếp theo. Tin cho biết là ông Giuliani nhiễm COVID-19. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump vào hôm 6 tháng 12 cho biết trên Twitter rằng luật sư riêng của ông là ông Rudy Giuliani đã nhiễm COVID-19, theo Reuters cho biết. Nguyên thủ Hoa Kỳ viết rằng ông Giuliani được xét nghiệm dương tính với virus Trung Quốc. Trong đoạn tweet trên Twitter, ông Trump còn viết rằng ông Giuliani là thị trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử thành phố New York và làm việc không mệt mỏi để phơi bày cuộc bầu cử tồi tệ nhất trong lịch sử nước Hoa Kỳ. Tổng thống Trump cũng mong ông Giuliani sớm khỏe lại và nói thêm rằng chúng ta sẽ tiếp tục các vụ kiện bầu cử. Thưa quý vị, Reuters cho biết là ông Giuliani, 76 tuổi, không hồi đáp ngay trước yêu cầu bình luận của hãng. Cựu thị trưởng New York là người đang dẫn đầu nỗ lực pháp lý nhằm đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11. Ông Giuliani đã tới nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, trong đó có Michigan và Arizona, nơi ông thúc giục các quan chức địa phương không chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Giáo sư người Trung Quốc nhận tội nói dối FBI trong vụ án liên quan tới Huawei. Thưa quý vị, một giáo sư người Trung Quốc bị các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc là giúp đánh cắp công nghệ của Hoa Kỳ để làm lợi cho công ty Huawei Technology của Trung Quốc vào ngày thứ Sáu đã nhận tội nói dối với FBI. Nhưng dự kiến sẽ được cho trở về nước sau khi các công tố viên quyết định không truy cứu một cáo buộc nghiêm trọng hơn. Giáo sư Bo Mao bị buộc tội âm mưu lừa đảo công ty Synnex Labs ở thung lũng Silicon và đối mặt với 20 năm tù. Ông là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Texas khi bị bắt vào tháng 8 năm 2019. Ông Mao, 37 tuổi, tuyên có tội đối với cáo buộc nhẹ hơn là phát biểu sai trái khi xuất hiện qua video trước thẩm phán liên bang Pamela Chan ở Brooklyn. Ông dự kiến sẽ bị kết án cho khoảng thời gian đã thụ án và rời khỏi Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 12. Ông bị giam giữ trong 6 ngày sau khi bị bắt.
Ông Mao ban đầu bị cáo buộc đã ký một thỏa thuận với một công ty không xác định để sử dụng bản mạch của công ty cho nghiên cứu và chia sẻ thông tin có bản quyền này với một công ty Trung Quốc. Các mô tả cho thấy là công ty đầu tiên Synnex Labs là công ty thứ hai, Huawei, Reuters cho biết thưa quý vị. Vụ bắt giữ ông Mao diễn ra trong lúc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang trấn áp ảnh hưởng của Trung Quốc trong các trường đại học vì các hoạt động tình nghi là gián điệp và đánh cắp tài sản trí tuệ của chính phủ Trung Quốc. Vụ án nhắm vào Huawei đang chờ xử ở Brooklyn. Vào năm 2018, công ty và giám đốc tài chính của họ, Mạnh Vãn Chu, bị buộc tội lừa dối các ngân hàng về hoạt động kinh doanh ở Iran. Các cáo buộc được bổ sung vào tháng 2 bao gồm đánh cắp bí mật thương mại của Synnex. Huawei đã tuyên bố là không có tội, thưa quý vị. Tin liên quan đến Orange County. Thưa quý vị, cảnh sát Orange County từ chối thi hành lệnh phong tỏa của thống đốc California. Cảnh sát trưởng hạt Orange từ chối thi hành lệnh phong tỏa mới của thống đốc California bởi đây không phải là nhiệm vụ hành pháp. Don Bonner, cảnh sát trưởng hạt Orange bang California vào hôm 5 tháng 12, thông báo là nhân viên của ông sẽ không thi hành lệnh phong tỏa được thống đốc Gavin Newsom vừa ban hành và dự kiến hiệu lực từ ngày 7 tháng 12, áp dụng với các khu vực ở phía nam của California. Thống đốc Newsom cho biết là lệnh phong tỏa sẽ được kích hoạt ở bất cứ khu vực nào có số giường chăm sóc đặc biệt, gọi là ICU, còn trống giảm xuống dưới 15%. Lệnh này cấm các hoạt động ăn uống trong nhà, đóng cửa các quán bar và tiệm làm tóc. Việc tuân thủ các quy định liên quan tới y tế là trách nhiệm của từng cá nhân, không phải vấn đề thực thi pháp luật. Ông Bond đã nói như trên, thưa quý vị. Sở cảnh sát hạt Orange sẽ giữ nguyên quan điểm này. Tuyên bố của Bond cho hay các nhân viên cảnh sát hạt Orange sẽ không hành động chỉ để thực thi các lệnh đeo khẩu trang, giãn cách xã hội hay giải tán các cuộc tụ tập. Cảnh sát chúng tôi chỉ phản ứng với các hành vi phạm tội tiềm tàng, bảo vệ tính mạng và tài sản, ông nói như trên, thưa quý vị. Ông Bond, người khuyên người dân nên tuân thủ các khuyến cáo y tế để tránh lây nhiễm, còn các nhà hoạch định chính sách không nên phạt những người dân đang kiểm kê sinh nhai, đang bảo vệ sức khỏe tâm thần của chính họ, hay đang thụ hưởng quyền tự do đáng trân trọng của người Mỹ, thưa quý vị. Và xong qua bản tin nói về một người đã dùng tiền cưới mua suất ăn lễ tạ ơn tặng người nghèo. Emily Birch và Billy Lewis hủy tiệc cưới ở Chicago, dùng 5.000 Mỹ Kim tiền cọc đặt mua đồ ăn ngày lễ tạ ơn tặng cho người khó khăn do COVID-19. Đa số các đôi vợ chồng sắp cưới ở Hoa Kỳ phải cắt giảm khách mời, hủy các buổi lễ lớn và mở tiệc chiêu đãi nhỏ hơn do COVID-19. Tuy nhiên thì Emily Birch và Billy Lewis, một đôi vợ chồng ở Chicago, đã biến đám cưới của mình thành một điều tuyệt vời hơn bằng cách tặng quà cho người khác. Birch và Lewis vốn đã lên kế hoạch mở một bữa tiệc lớn mời gia đình và bạn bè. Nhưng khi đại dịch COVID-19 ngày một nghiêm trọng, họ nhận ra không thể tổ chức ngày trọng đại như dự kiến. Hai người đã kết hôn tháng trước trong buổi lễ nhỏ tại tòa thị chính, chỉ có một người chụp ảnh tham gia. Không tổ chức tiệc, không có khách mời, nhưng họ vẫn phải trả tiền cọc tiệc cưới là 5.000 Mỹ Kim. Vì vậy, Butch và Lewis đã hỏi nơi tổ chức tiệc cưới có thể biến đồ ăn đám cưới thành bữa tối lễ tạ ơn dành cho những người khó khăn hay không. Và cuối cùng, hai vợ chồng cũng như công ty tổ chức tiệc cưới Big Delicious Planet đã phục vụ 200 suất ăn cho những người mắc bệnh tâm thần nặng, thưa quý vị. Heidi Mormon-Kuro, giám đốc công ty Big Delicious Planet cho biết, các vợ chồng hủy tiệc cưới thường muốn đòi lại tiền cọc. Nhưng ở đây, ông Butch và Lewis lại muốn sử dụng số tiền đó cho mục đích tốt đẹp hơn. Tin liên quan đến Tổng thống Trump, thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump vẫn tin rằng giành chiến thắng bầu cử, thưa quý vị. Tổng thống Trump vẫn cho rằng ông mới là người chiến thắng và tiếp tục cáo buộc có gian lận trong bầu cử tổng thống.
chúng ta sẽ giành chiến thắng. Cuộc bầu cử này có gian lận và được dàn xếp, Tổng thống Trump nói trong cuộc vận động cho hai nghị sĩ đảng Cộng hòa tiểu bang Georgia chạy đua vào Thượng viện tại Valdosta vào ngày 5 tháng 12. Đây là cuộc chạy đua có ý nghĩa quyết định đảng Dân Chủ hay đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ. Lá phiếu của Georgia sẽ quyết định đảng nào điều hành các ủy ban, đề ra luật pháp và kiểm soát từng đồng Mỹ Kim đóng thuế cho người dân. Các bạn sẽ quyết định con cái bạn sinh ra ở một quốc gia như thế nào. Ông Trump đã nói như vậy. Và đã có những lo ngại từ phe Cộng hòa cho rằng những cáo buộc gian lận bầu cử mà Tổng thống Trump đưa ra sẽ khiến cử tri Georgia quay lưng lại với các nghị sĩ đảng trong cuộc bầu cử sắp tới. Sự hiện diện của ông Trump vì thế được đánh giá là một canh bạc rủi ro. Ông Trump từng nêu rõ ông không sẵn sàng thừa nhận thất bại trước ông Biden. Ông cũng sẽ không từ bỏ những tuyên bố vô căn cứ rằng có gian lận trong bầu cử, thưa quý vị. Và CDC lần đầu kêu gọi người Mỹ đeo khẩu trang trong nhà. Thưa quý vị, tin cho biết là CDC ở Hoa Kỳ lần đầu khuyến nghị người dân đeo khẩu trang trong các không gian kín. Cảnh báo COVID-19 chuyển sang giai đoạn lây nhiễm mạnh nhất. Khuyến nghị được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Đại dịch, gọi tắt là CDC, ở Hoa Kỳ và đưa ra hôm 4 tháng 12, nêu rõ các quan chức tiểu bang và địa phương nên áp đặt quy định đeo khẩu trang tại các không gian kín trong nhà, trừ nhà riêng của mỗi người, nhằm nỗ lực giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đây là lần đầu tiên CDC đưa ra khuyến nghị đeo khẩu trang đối với cả các địa điểm trong nhà. Từ không khuyến nghị người khỏe mạnh đeo khẩu trang trong phòng dịch, hồi đầu tháng 4 thì CDC đã chính thức kêu gọi mọi người che mặt bằng khăn quàng cổ hoặc khẩu trang vải để dành khẩu trang y tế cho các y bác sĩ. Đến tháng 7 thì cơ quan này tiếp tục công bố nghiên cứu cho thấy hiệu quả của khẩu trang đối với cộng đồng trong việc ngăn chặn lây nhiễm COVID-19. Khuyến nghị mới của CDC tương tự lời kêu gọi đeo khẩu trang toàn quốc của Tổng thống đắc cử là ông Joe Biden. Ông muốn người dân Hoa Kỳ đeo khẩu trang trong vòng 100 ngày đầu tiên sau khi ông nhậm chức. Nhưng nỗ lực nhiều khả năng sẽ vấp phản đối từ một số thống đốc Cộng hòa. Lời kêu gọi đeo khẩu trang của CDC được đưa ra giữa lúc Hoa Kỳ đối mặt với làn sóng gia tăng ca nhiễm COVID-19 nghiêm trọng. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã báo cáo hơn 14,7 triệu ca nhiễm và hơn 280.000 ca tử vong vì COVID-19. Kính thưa quý khán thính giả, đó là những tin liên quan đến Hoa Kỳ. Một lần nữa chúng tôi xin tạm ngưng trong chốc lát. Sau một bài thông tin thương mại ngắn, Ngọc Thủy sẽ trở lại ngay với phần tin Việt Nam.